Xin chào quý vị quay trở lại trên kênh Ký Sự TV. Mới đây nhất thì tiếp tục có tin nóng gửi về từ vụ việc của em Vũ nha cô chú anh chị. Chúng ta biết là sáng nay thì em Vũ, chú Ngọc đã lên trên công an phường để mà làm việc rồi. Và kết quả rất là khả quan nha cô chú anh chị. Mình xin báo luôn là rất là khả quan. Có thể nói là mới đây nhất thì YouTube đã có buổi trò chuyện trực tiếp với em Vũ và có chia sẻ rất là nhiều về hai cái vấn đề quan trọng. Vấn đề đầu tiên là kết quả buổi làm việc sáng hôm nay. Và vấn đề thứ hai là thông báo về tình hình tài chính của em Vũ hiện tại. Và mình tin chắc rằng rất là nhiều người sẽ cảm thấy yên tâm và ấm lòng khi mà nghe được những cái chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái vấn đề thứ nhất, đó là cái kết quả làm việc trong buổi sáng ngày hôm nay của hai cha con chú Ngọc với công an. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì công an đã mời luôn cả cái bạn trẻ ngày hôm qua mà tự xưng là chủ nhà cũng lên luôn. Và hai bên đã có một cái tờ tường trình, có nghĩa là viết ra những cái bằng chứng mình đang có và cái câu chuyện hôm bữa giờ đó thì được công an họ thu thập lại rồi. Và có một tình tiết rất là vui, đó là họ cũng hứa là ngày mai 9 giờ sáng mai sẽ có một buổi họp tổ dân phố trên đó. Và công an người ta cũng sẽ mời một vị gọi là ở trên tòa xuống luôn để mà chứng kiến cũng như là lấy cái lời khai từ hai bên. Và theo mình được biết thì đây là vị luật sư trên tòa mà công an phường người ta giới thiệu cho em Vũ nha cô chú anh chị, để mà hỗ trợ cho Vũ cái vấn đề là thưa kiện này kia. Đây có thể xem là một tình tiết mới và có lợi cho em Vũ nha cô chú anh chị. Có nghĩa là công an phường người ta đã vào cuộc rồi và người ta cũng hứa là sẽ giới thiệu luật sư cho em Vũ xuống dưới nhà để mà giúp cho em Vũ, gọi là tư vấn cho em Vũ những cái đơn kiện cần thiết để tiếp tục làm cái việc này. Thì đây là một cái tình tiết mà mình tin chắc rằng người cô sẽ rất là lo lắng luôn khi mà công an người ta đã vào cuộc rồi. Và cái chiến dịch giành nhà của em Vũ chính thức được khởi động nha mọi người. Còn cái vấn đề kinh tế tài chính của Vũ trong cái vụ kiện này thì bây giờ Ký Sự TV sẽ mời quý vị khán giả sẽ cùng với Ký Sự lắng nghe một cái đoạn chia sẻ mới nhất từ chú Ngọc, rất là cụ thể chi tiết luôn về những khoản tiền đã nhận được bao nhiêu và đã chi bao nhiêu cũng như là còn lại bao nhiêu. Thì bây giờ mọi người cùng lắng nghe một đoạn nha. Xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Cảm ơn Nghĩa Trọng đã đồng hành với cháu suốt từ một tháng nay. Nên là lâu nay thì anh cũng nói luôn về cái kinh tế mà cái chi phí cho cái ấy thì anh cũng có ghi rõ hết. Nhưng mà cái đầu tiên nhất là cái tiền mà cháu được mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu. Thì tất cả ba lần thì được là $800. Và không biết là mấy lần nhưng mà cháu được tiền mặt là được 8 triệu, đúng không con? Anh đã chi phí hôm đó thì anh đã đổ cho cháu mất $200 rồi, chi đổ cho cháu $200 để cháu trang trải. Và cái tiền mặt thì cháu đã tiêu hết trong một tháng rồi, tiền ăn uống sinh hoạt của cháu cũng hết 4 triệu rồi. Thì hiện bây giờ là có cái tiền đó là còn được $600 và 4 triệu. Thì 4 triệu thì cái 4 triệu của cháu thì hôm qua anh mượn cháu, thì anh đóng tiền cho luật sư thì anh không đủ. Thì anh nói là ba cho ba mượn cái tiền này ba mẹ đóng cho luật sư. Đó là cái đó là anh nói là anh mượn của cháu. Còn cái tiền mà chi phí của vợ chồng anh để cho cháu ấy thì anh được chưa có cộng đâu, nhưng mà nó cũng chỉ là sấp xỉ rồi trên dưới 30 triệu rồi. Sư cô thì hôm ấy anh ấy của cháu hết tiền, anh khi mà gặp luật sư thì anh về anh có nói qua Nghĩa Trọng. Nghĩa Trọng ơi, em tử lên này với luật sư xem luật sư có thể là giúp đỡ cho nói chuyện với sư cô để sư cô có thể là giúp đỡ cho luật sư một ít tiền sang xe được không? Đấy em đó. Cũng đang định nhắc anh cái vấn đề đấy. Hôm trước em nói chuyện ngày hôm sau thì Nghĩa Trọng đưa cho anh 15 triệu. Nghĩa Trọng có nói là sư cô đưa cho anh để mà lo tiền chạy xe cái này kia là 5 triệu. Còn sư cô đưa cho anh 10 triệu để mà lo cho luật sư. Thì anh cầm ngay cái 10 triệu đó, ngày hôm sau anh ký hợp đồng với luật sư luôn. Thì anh về anh cũng đưa một cái biên lai cho cái hợp đồng đó, và biên lai đó chuyển cho Nghĩa Trọng luôn để cho Nghĩa Trọng biết. Thế còn cái 5 triệu mà Nghĩa Trọng đó là sư cô cho anh á thì anh vẫn giữ lại. Nhưng mà một lần rồi ấy là đóng cái tiền luật sư á thì anh mới là được 15 triệu đó, là cả cái tiền 5 triệu mà sư cô cho anh á thì anh mới được 15 triệu thôi. Anh phải xin anh Hà bạn của mẹ Vũ, anh ấy của Vũ 4 triệu, anh phải xin anh Hà bạn của mẹ Vũ là 1 triệu nữa để mà anh đóng cho đủ 20 triệu. Chúng ta cũng đã nghe xong những cái sự chia sẻ của chú Ngọc về cái vấn đề của em Vũ rồi.
có thể nói là mình rất là nể phục anh Nghĩa Trọng cũng như là sư cô đã có những hỗ trợ kịp thời cho em Vũ trong cái thời điểm này. Chúng ta biết là số tiền vài chục triệu không phải là nhỏ đâu nha cô chú anh chị. Rất là may mắn là đã có sư cô đã hỗ trợ nhiệt tình cho chú Ngọc để mà có những khoản chi phí này kia để lo cho em Vũ. Mình có nghe được một chi tiết là sư cô có gửi riêng chú Ngọc 5 triệu để mà sang xe, nhưng chú Ngọc lấy số tiền đó luôn để mà làm cái án phí đóng cho luật sư. Đó là một tình tiết rất là hay nha cô chú anh chị, chứng tỏ là chú Ngọc phải nói là dành toàn tâm huyết luôn cho em Vũ trong cái trường hợp này, và cũng đập tan luôn mọi nghi ngờ là chú Ngọc đến với em Vũ vì lợi ích. Cách đây vài ngày thì có những thông tin họ cho rằng là chú Ngọc đến với em Vũ lại muốn lợi dụng này kia, muốn có cái phần trong căn nhà đó. Nhưng đến bây giờ thì mình cũng rất là tự tin khẳng định là chú Ngọc đã vả thẳng vào mặt những cái người đó, là chú Ngọc rất là gọi là công tâm trong chuyện này, giúp bằng cái tình chứ không liên quan đến tiền nha cô chú anh chị. Và rất là mừng là chú Ngọc đã cũng chia sẻ rất là thật lòng luôn với YouTube để mà chúng ta hiểu hơn về cái hoàn cảnh của em Vũ lúc này. Thì rất là mong là chúng ta sẽ tiếp tục nhận được nhiều thêm những ý kiến của khán giả cũng như là cái sự đồng tình từ mạnh thường quân. Còn về cái bộ việc của em Vũ thì mình thấy là đã có những cái dấu hiệu rất là tốt nha cô chú anh chị, rất là tốt. Và ngày mai thì em Vũ sẽ tiếp tục lên trên công an phường để mà gặp luật sư ở trên tòa, người ta giới thiệu xuống để mà giúp cho em Vũ tư vấn cho em những cái đường đi nước bước sắp tới để mà hoàn thành sớm nhất cái vụ kiện này. Đặc biệt là sẽ đưa người cô ra trước cái trình diện pháp luật chứ không thể nào trốn mãi được. Và cái người mà con trai em được cho là chủ nhà kia ngày hôm qua cũng đã bị mời lên phường rồi, cũng viết tường trình rất là nhiều rồi. Và mình tin là đây là một cái tình tiết rất là quan trọng cũng như là một bước tiến rất là gọi là dài trong cái vụ án này cô chú anh chị. Thì đó là một cái thông tin rất là vui trong buổi trưa ngày hôm nay mà cái sự phải lên clip ngay để mà chia sẻ cái tin vui này đến với mọi người. Hàng triệu người đang dõi theo từng cái gọi là nhịp của cái vụ án này luôn để mà cùng nắm bắt cũng như là theo dõi sát sao để xem thử là em Vũ làm tới đâu rồi. Và mình thấy là Vũ bây giờ đang rất là quyết tâm của chú anh chị, rất quyết tâm luôn. Bên cạnh thì có chú Ngọc và hai người bạn thân cũng như là anh YouTube S8 cũng đang rất là nhiệt tình để mà hỗ trợ cho em Vũ trong cái con đường kiện tụng. Mình thấy là bây giờ thì Vũ đã rất là tự tin rồi, giao tiếp rất là lưu loát luôn, cũng như là đã rất là quyết tâm là phải chơi đến cùng với người cô này để mà giành lại căn nhà. Thì đây là một tin tức mà mình tin rất chắc rằng rất là nhiều người cũng sẽ cảm thấy mừng cho hai cha con sau những cái tháng ngày phải nó vất vả vừa qua. Thì bây giờ đã có bắt đầu có những cái trái ngọt rồi cô chú anh chị. Và mình tin là người cô sẽ chuẩn bị gọi ra trước cơ quan rồi để mà trình diện cũng như là có những cái lời khai và tường trình rõ ràng là tại sao căn nhà lại bán đi trong khi mà chỉ chúc lại cho người cháu của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục ha, dõi theo hai cái bước chân của chú Ngọc và em Vũ nha cô chú anh chị. Thì cũng rất là mong là khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cũng như là góp ý kiến để gọi là tạo nên một cái tiếng nói cộng đồng giúp cho em Vũ tự tin hơn, tiếp tục đấu tranh với người cô nhận lấy căn nhà. Và cũng là một lời quen thuộc thôi, đó là gửi đến người cô là hãy trình diện đi, hãy bớt tham lam lại, hãy xuống nước đi để mà trả căn nhà cho cháu của mình. Bây giờ thì mình nghĩ là không còn giải quyết công việc theo cách ôn hòa nữa rồi mọi người. Cơ quan pháp luật người ta đã vào cuộc rồi thì chắc chắn sẽ kéo nhau ra tòa thôi để mà giải quyết vụ việc này. Mình rất là mong, rất là tin là em Vũ sẽ thắng trong vụ việc này nha cô chú anh chị. Thì nếu mà có tình tiết gì nóng hổi và hay, cái Sở TV sẽ lập tức chia sẻ lên ngay. Chúc khán giả một buổi trưa thật là nhiều niềm vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.